Em xin chào tất cả các bé đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Phi Audio. Thì ở trước mắt các bé đây là một cái dòng dây tín hiệu mà em nghĩ các bé nào mà sử dụng các thiết bị audio cũng như là về cái dòng dây này thì cũng sẽ biết. Ngày hôm nay em mang lại cho các bé mẫu cái gì. Thì đây là một cái dòng dây tín hiệu bên em DIY đồ sắt lên. Thì dòng dây này với cái màu xanh đặc trưng này thì các bé mà sử dụng thì cũng sẽ biết. Thì đây là cái dòng dây tín hiệu của Macintosh, một cái thương hiệu của Mỹ. Thì đối với cái dòng dây như thế này thì khi mà anh em sử dụng á, được phản hồi lại rất là tốt về cái dòng dây này. Thì cái chất lượng truyền tải âm thanh nó tương đối là điều giải, cũng như là đối với các bác mà muốn sử dụng để cải thiện cái phần âm thanh khi mà bị tối tiếng ở gia đình đi. Thì các bé có thể sử dụng dòng dây này để cải thiện cái việc đó, cũng như là các bé muốn thay đổi chất âm để cho cái bộ dàn của mình nó nghe mới mẻ hơn, cũng như là âm thanh nó thay đổi để cho nó thú vị hơn về cái phần âm nhạc. Thì các bé có thể sử dụng cái dòng dây này. Về cái chất lượng thì khỏi phải bàn rồi, cũng như là về cái dây thì em sẽ giới thiệu lại để cho các bé nào mà chưa biết về mẫu dây này thì các bé có thể tham khảo. Thì đây là dòng dây tín hiệu bên em DIY đầu dắt lên, nên là các bé có thể nhìn thấy dắt và cái dây này nó sẽ không có chung một hãng, nhưng mà về cái chất lượng đi kèm với cái dây tốt như thế này thì cái đầu dắt bên em lựa chọn cũng phải là một đầu dắt tốt để cho nó truyền tải âm thanh gọi mới là tối đa của cái phần dây này. Thì đây cái màu xanh đặc trưng của hãng, trên dây đều có những cái thông tin của dây nè. Đây cái chiều mũi tên này là ký hiệu cho những cái dòng dây có chống nhiễu một chiều. Thì các bác để sử dụng được cái chiều này á, thì các bác cứ cắm đúng chiều vào chiều ra của thiết bị của mình để các bác sử dụng thôi. Đây máy in tóc, thì đây là một cái thương hiệu của Mỹ về cái chất lượng mà họ đã sản xuất các thiết bị sử dụng cho audio. Thì dây tín hiệu cũng là một phần giúp nên làm nên tên tuổi của hãng. Thì ngoài cái dây tín hiệu thì mẫu dây loa máy in tóc cũng rất là nhiều anh em yêu thích. Thì đây là cái đặc trưng của hãng mà cái màu xanh. Thì về cái tiết diện của dây thì dây này nó to hơn cái ngón tay út của em chút xíu. Ê, em xin lỗi, nó to hơn nữa cái ngón tay út của em đấy. Dây cũng rất là cứng cáp, dành cho anh em thích những cái dòng dây cứng cáp có thể chơi lâu dài vì cái độ bền, cũng như là vô tình mà bị giật dây thì cái những cái dòng dây mà nó cứng cáp như thế này thì nó sẽ đỡ bị ảnh hưởng đến cái phần lõi dây đấy. Còn về cái phần jack thì đối với những cái dòng dây gọi là cao cấp như thế này thì cái đầu jack đi kèm không phải là đầu jack chất lượng, về thứ nhất là về cái độ tiếp xúc, về cái chất liệu tạo nên, cũng như là về cái phần jack khóa ren như thế này. Thì đây là những cái jack chân đồng, nên là đây nó sẽ cho tín hiệu đi nó sẽ nhạy hơn. Và với những đầu jack khóa ren thì các bác sử dụng thì các bác sẽ vặn cái ren nó lên và các bác cắm vào. Khi mà các bác cắm vào thiết bị rồi thì các bác khóa nó lại để cho nó ôm chặt vào cái thiết bị, nên là nó sẽ cho cái tín hiệu nó không có bị si hao, cũng như là nó sẽ rất là chi tiết từng cái phần giải âm thanh, âm thanh sẽ không có bị soi sẹn. Đấy, đây là cái phần jack. Thì đây là cái jack mà bên em DIY lên, cũng là một cái jack tốt của Mỹ. Đấy, thì đối với những cái dòng dây mà bên em DIY đầu jack lên như thế này thì cái chiều dài bên em lên sẽ là 1 mét, đó là chiều dài cơ bản cũng như là tiêu chuẩn của dây. Thì nếu như anh em muốn ngắn hơn hoặc là dài hơn thì bên em vẫn có thể DIY theo cái nhu cầu của anh em đang sử dụng dây hai đầu AV. Thì ngoài cái dây hai đầu AV thì bên em vẫn có dây hai đầu Canon được cái để cho các bác có thể sử dụng với cái dàn mà các bác đang có. Đây đây là em ví dụ cái đầu Canon được cái thì bên em sử dụng cho dòng dây này, đó là đầu jack carbon như thế này. Về độ bền, độ truyền tải, độ tiếp xúc của những cái đầu jack này cũng rất là tốt. Độ bền thì các bác có thể sử dụng cái này thì nó sẽ không có bị gọi là bị oxy hóa về cái phần jack carbon này. Jack được cái. Thì ở đây jack AV thì các bác cũng có vừa xem, thì là jack khóa ren về phần dây. Và đối với các bác nào mà chưa biết về cái mẫu dây này cũng như là về cái lõi dây á, thì ở đây em có cái pho dây để cho các bác xem về cái chất lượng, để cho các bác có thể xem trực như thế này thì các bác có thể yên tâm hơn. Thì đây đây là cái về cái vỏ của dây cũng rất là dày, có thể bảo vệ được cái phần lõi ở bên trong. Đây,
những cái dòng dây tín hiệu thì không thể nào thiếu đi những cái lớp lưới chống nhiễu như thế này để cho âm thanh nó sạch sẽ hơn. Và một cái lớp giấy bạc, và bên trong của dòng dây này thì nó sẽ có 4 lõi là 2 đỏ và 2 đen. Đây, lõi đồng xen kẽ những lõi bạc. Thì lõi đồng thì nó sẽ tác dụng để cho cái phần giải trầm nó lên sâu hơn, và cái lõi bạc thì nó sẽ hỗ trợ cho cái phần giải chung và giải chép để cho nó sáng hơn đối với các bác muốn cải thiện cái chất lượng âm thanh cho cái dàn đang bị tối tiếng. Thì cái dòng dây này thì tương đối đều ba giải để cho anh em có thể sử dụng nghe nhạc và hát karaoke đều được. Thì em sẽ báo giá để cho anh em có thể tham khảo về cái dòng dây Macintosh này. Thì đối với cặp AV, giá một bộ sẽ là 800.000. Đây, tức là hai đầu dây như thế này, chiều dài là 1 mét, 800 cho một cặp hai đầu AV. Còn nếu như các bác quan tâm đến cái dây mà hai đầu Canon được cái, thì hai đầu Canon được cái carbon luôn thì sẽ có giá là 950.000. Cũng một số anh em sử dụng với cái dàn mà đang có như là sử dụng cái AV hoặc là AV ra đực, thì giá một cặp của cái ra AV hoặc là AV đực sẽ có giá là 900.000 cho một bộ, tức là hai sợi chiều dài là 1 mét. Thì ngày hôm nay em có quay clip giới thiệu lại cho các bác mẫu dây tín hiệu của Macintosh, một cái thương hiệu của Mỹ cũng rất là nổi tiếng. Thì anh em có thể xem tham khảo cái dòng dây này, số điện thoại của em sẽ ghi ở trên phần màn hình, hoặc là mọi thông tin ở bên em sẽ để dưới phần mô tả. Em cảm ơn anh em và các bác đã xem hết video này của em.